cuộc sống bên trong những căn nhà lồng tại Hồng Kông. Hồng Kông Trung Quốc, với dân số 7,5 triệu, trước giờ vẫn nổi tiếng là thị trường bất động sản đắt đỏ. Theo SCMP, hiện có khoảng hơn 220.000 người dân đang sống tại 110.000 căn hộ chia nhỏ. Phần lớn trong số chúng nằm rải rác trong các tòa nhà đổ nát, những tòa chung cư cũ với điều kiện sinh hoạt ẩm thấp và vô cùng chật chội. Nhà lồng đã xuất hiện ở Hồng Kông trong nhiều thập kỷ. Thông thường, một tòa nhà sẽ có hơn 10 lồng xếp chồng, một phòng tắm duy nhất và một gian bếp chung. Người dân sống ở đây cho biết cảm giác rất kinh khủng vì không gian chật hẹp, không hợp vệ sinh, trong khi hệ thống gió kém, đặc biệt vào mùa hè. Chủ nhà sẽ cung cấp một chiếc khóa sắt để người thuê khóa lồng trước khi đi ngủ. Sơ sài, tạm bợ, song chi phí để thuê những căn nhà lồng này lên tới 3.000 đô la Hồng Kông trên tháng, tức hơn 8 triệu đồng. Nhiều lồng chỉ bằng chiếc tủ quần áo, hơn 3 mét vuông, chật đến nỗi những người thuê nhà không thể dang rộng cánh tay một cách thoải mái. Nhắc đến nhà lồng không thể không nhắc đến nhà quan tài. Điểm khác biệt duy nhất là vách ngăn rào sắt được thay thế bằng vách gỗ, chắc chắn hơn nhưng cũng vô cùng sơ sài và bí bách. Một số nhà sẽ được trang bị bếp và nhà vệ sinh ngay bên trong. Chúng chủ yếu dành cho những gia đình thu nhập thấp. Những căn nhà quan tài có diện tích trung bình khoảng 11 m² và được thuê với giá 5.000 đô la Hồng Kông, tức gần 15 triệu đồng.